Rồi, chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay Trọng Thơ sẽ cập nhật trục đường N3 tại giai đoạn 2 của công nghiệp và đô thị Bến Cảng Trần Thành Bình Phước nha. Bên tay trái chúng ta có thể thấy là vật liệu điện nước Đức Phát đó, cực kỳ đẹp. Và đối diện là cà phê Trọng. Đó, trên trục đường này thì rất là nhiều dịch vụ hàng ăn rồi hoa tươi rồi này kia cũng mở lên đây nha. Và trước mắt chúng ta là bất động sản này. Rồi đây đang chuẩn bị mở cái trung tâm Anh ngữ này, dạy kèm, dạy thêm quý vị. Đó, sắp hết mùa hè là sẽ dạy thêm, dạy kèm. Trung tâm Anh ngữ quảng cáo. Rồi quán cà phê. Trên trục đường này chúng ta có thể thấy là rất là nhiều cái mô hình nhà cũng được mọc lên, nhà trọ hữu cho thuê đều được mọc lên tại khu vực này nhé. Đó, những căn nhà mới cũng đã được xây dựng lên, cực đẹp nha quý vị. Với bất động sản nằm trên khu vực này ạ, với cái bán kính mà cách chợ khoảng tầm 3 đến 400 mét, giá bất động sản dao động từ 700 cho đến 800 triệu một vị trí ngang năm số 30 nha quý vị. Đó, cực đẹp nha. Đây, chúng ta có thể thấy ạ, tất cả những ký ốt nằm trên mặt tiền đường này đều để kinh doanh buôn bán nhé. Và trên mặt tiền đường N3 này thì tất cả đều là lô góc, chúng ta có thể thấy những bách hóa tổng hợp, shop, chợ. Và chúng ta vị trí bất động sản của chúng ta ra tới quốc lộ 14, sát bên luôn, sát bên là quốc lộ 14 rồi, cực đẹp, một vị trí bất động sản cực kỳ đẹp để chúng ta đầu tư. Chúng ta có thể thấy những shop mở lên tại khu vực này đông kín rồi, đã rất là đông rồi nha quý vị, rất là đông rồi. Và ngay đây cũng là chợ Minh Thành rồi đó. Chúng ta đi lại một vòng nữa nha, chúng ta xem nha. Cực kỳ đẹp. Rồi tiếp tục là cà phê bất động sản, chợ Minh Thành. Tất cả đều hữu tại khu vực này. Rất là đẹp nha. Thời trang, văn phòng phẩm. Rất là đẹp. Và những cái bất động sản mà Trọng Thơ giới thiệu toàn thể quý hàng nha. Ngay ngày hôm nay một lô duy nhất nha quý vị, một lô duy nhất, giá chỉ 750 triệu quý vị ơi, giá 750 triệu. Từ trục đường Minh Thành Hạ Long chúng ta di chuyển vào vị trí đất là 200 mét nha quý vị, 200 mét là tới vị trí đất. Sau này trục đường N3 rộng 25 mét, đối diện cà phê Hoàn Thành nha. Đó, một vị trí bất động sản cực đẹp ngay ngã ba này nha quý vị, ngay ngã ba này, ngay cái trung tâm Anh ngữ, rồi in quảng cáo là chúng ta chạy vào vị trí đất nha. 200 mét là tới vị trí bất động sản của chúng ta. Giá ngày hôm nay nhé quý vị, 750 triệu, cực đẹp. Quý hàng nào quan tâm tới bất động sản này liên hệ ngay Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 nhé. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.